sắp sửa đến giờ phút là một chúng ta còn một tiết mục cuối cùng, một tiết mục rất đặc sắc mà mọi người chúng ta đã thưởng thức trong đêm hôm nay, đó là Quan họ Bắc Linh từ Việt Nam mới bay sang Gác Sơn ngày hôm qua và hôm nay không nghỉ ngơi gì cả đã đến với chúng ta và sẽ đưa cho chúng ta một màn trình diễn hết sức là hấp dẫn và thú vị và một cái chương trình hết sức là đẹp. Đề nghị chúng ta lán lại một chút để cho bụng chúng ta thật đói và thưởng thức cái bài hát này, sau đó chúng ta ăn sẽ được rất ngon này. Có phải không mọi người ạ? Nếu thế xin một tràng vỗ tay để động viên cho đội Quan họ Bắc Linh ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý khán giả, người xưa nói miếng trầu là đầu câu chuyện. Để mở đầu cho những gánh hát của người Quan họ, người Quan họ không bao giờ bỏ qua được phong tục hát mời nước mời trầu. Về mời nước, người xưa nói đôi tay nâng chén em mời, trà thơm thơm nực cả mười ngón tay. Về mời trầu, người xưa còn bảo trầu xanh cau trắng chay hồng, vôi pha với nghĩa thuốc nồng với duyên. Xin mời quý vị đón nghe giọng hát của các liền chị đến từ thành phố Gạp Sần và Hannover qua bài hát Khách đến chơi nhà. Thank you.
rất là nhiệt tình tập vào hôm nay, rất là thành công trong cái bài hát này.